Về mặt đối thủ thì chúng tôi thấy là có sự mở rộng của các đối thủ cùng ngành và khác ngành. Thứ nhất là về các đối thủ về trong ngành khai thác cảng biển truyền thống thì họ đang mở rộng chuỗi logistics truyền thống ra ngoài phạm vi của khai thác cảng thuần túy. Về khách hàng hãng tàu thì họ đang mở rộng cái chuỗi logistics của họ thành những chuỗi logistics toàn trình trên phạm vi toàn cầu. Xu thế lấn sân của các doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử để làm chủ dòng hàng hóa toàn cầu thì tự động hóa và dữ liệu lớn là hai xu thế lớn mà các doanh nghiệp cảng biển hiện nay đang hướng tới. Thứ nhất là về mặt tự động hóa thì các doanh nghiệp cảng biển sẽ áp dụng những công nghệ tự động giúp cho hoạt động khai thác cảng biển thông minh hơn và được tự động hóa hơn. Về mặt dữ liệu lớn, các doanh nghiệp cảng biển sẽ tận dụng lợi thế để từ đó xây dựng những cảng biển tích hợp và làm bàn đạp cho việc xây dựng smart port hay cảng thông minh hay là những hệ sinh thái cảng biển như là port community system. Về mặt hệ sinh thái sẽ hình thành những các hub cảng biển tích hợp và từ đó sẽ bao gồm các doanh nghiệp khai thác cảng biển, các dịch vụ hải quan và khách hàng kết hợp lại với nhau để chia sẻ dữ liệu. Là việc mở rộng hệ sinh thái sẽ thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành cảng biển, từ đó sẽ hình thành nên các trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc là các trung tâm đào tạo nghiệp vụ, trung tâm nghiên cứu dành riêng cho ngành cảng biển.